Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ đồng ý phương án các đại học và cơ sở giáo dục nghề tăng học phí từ năm học tới. Họp báo thông tin chính thức về phương án kiểm soát vé tham quan phố cổ Hội An. Tôn vinh những thiên thần áo trắng thầm lặng nhận quốc tế điều dưỡng 12 tháng 5. WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế cộng đồng. Thưa quý vị, theo phương án điều chỉnh học phí năm học 2023-2024 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa báo cáo Chính phủ, đối với giáo dục đại học, các trường phải quyết định mức thu học phí mới, thông báo trước khi thí sinh đăng ký dự tuyển năm 2023. Theo quy định, mức trần học phí đối với các trường đại học công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên là 14,1 đến 27,6 triệu đồng một năm học tùy từng khối ngành. Với các trường đại học bảo đảm chi thường xuyên được thu mức tối đa bằng hai lần mức trên, khoảng 28,2 đến 55,2 triệu đồng. Những trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được thu cao nhất gấp 2,5 lần, tương đương 70,5 đến 138 triệu đồng một năm học. Các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo hoặc theo tiêu chuẩn nước ngoài, các đại học được tự xác định học phí nhưng phải công khai với người học và xã hội. Đối với bậc học mầm non, tiểu học, trung học phổ thông, việc điều chỉnh học phí do Hội đồng Nhân dân các tỉnh, thành phố quyết định theo điều kiện của địa phương. Chính phủ đồng ý phương án các đại học và cơ sở giáo dục nghề tăng học phí từ năm học tới theo lộ trình đã định từ năm 2021. So với mức trần học phí năm 2022-2023, mức mới tăng 43-93%. Có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc người bệnh, điều dưỡng chiếm đến 70% lao động trong các bệnh viện. Đây cũng là lực lượng tiếp xúc và chăm sóc bệnh nhân nhiều nhất. Hôm nay ngày 12 tháng 5, ngày quốc tế điều dưỡng, chúng tôi xin được tôn vinh những thiên thần áo trắng thầm lặng của ngành y tế. Mỗi ngày, người điều dưỡng đối mặt với nhiều áp lực rủi ro, nhưng vượt qua tất cả, họ lặng thầm chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Với sự tận tâm này, nhiều bệnh nhân đã hồi phục sức khỏe và chiến thắng bệnh tật. Mình khỏe lên, mình bên cạnh thấy sự cố gắng của mình, nhưng mà cũng có cái quan tâm của bác sĩ và cái sự chăm sóc của điều dưỡng viên. Nhiều điều dưỡng viên cho rằng, yêu nghề thôi chưa đủ mà mỗi điều dưỡng cần phải đặt mình vào vị trí của người bệnh, người nhà bệnh nhân thì mới có thể thực sự đồng cảm. Lúc cảm thấy rất mệt mỏi, nhưng mà sau những cái lần mà cấp cứu được bệnh nhân mà qua cơn thập tử nhất sinh, cảm thấy nó rất là vui. Hai chị em điều dưỡng thì ở trong một cái môi trường mà nhiễm khuẩn cũng nhiều, thì các anh chị em điều dưỡng cũng có một cái đóng góp rất lớn. Áp lực vất vả nhưng với lòng yêu nghề, sự tận tâm, các điều dưỡng vẫn thầm lặng dành hết thời gian để chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện nhất. Thông tin liên quan đến sự cố tiêm vaccine hết hạn cho trẻ tại trạm y tế xã Thăng Bình, huyện Nông Cống. Hội đồng chuyên môn ngành y tế Thanh Hóa vừa cho biết nguyên nhân xảy ra sự cố là do quy trình bảo quản vaccine chưa đúng theo quy định, thiếu sự đối chiếu. Các bộ tiêm chủng đã không tuân thủ nguyên tắc 3 kiểm tra 5 đối chiếu trong quá trình thực hiện dẫn đến nhầm lẫn. Chưa có cái khẳng định là cái hậu quả là tiêm các cái vaccine hết hạn. Theo ý kiến của Viện Vệ sinh Dịch tễ học Trung ương, thì những cái trường hợp như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cái việc mà tiêm bù cho các cháu. Theo hệ thống trung tâm tiêm chủng VMVC, trước khi tiêm vaccine, điều dưỡng sẽ công bố kiểm tra đối chiếu vaccine dưới sự chứng kiến của ít nhất 3 bên, gồm điều dưỡng thực hiện tiêm chủng, điều dưỡng hỗ trợ tiêm chủng và người được tiêm, đồng thời hướng dẫn khách hàng kiểm tra, đối chiếu với chỉ định của bác sĩ. Hạn sử dụng của vaccine được tính là ngày cuối cùng được in trên vỏ hộp. Còn nếu như hạn sử dụng được viết dưới dạng là tháng và năm, thì hạn sử dụng sẽ được tính là ngày cuối cùng của tháng trong năm. Nếu chỉ còn vài ngày, thì vaccine vẫn đảm bảo an toàn nếu được bảo quản đúng. Vaccine là sinh phẩm rất nhạy cảm, cần có hệ thống kho lạnh chuyên biệt nhằm bảo quản vaccine ở tất cả các nhiệt độ tiêu chuẩn. Việc đảm bảo chất lượng và sự an toàn của vaccine chính là yêu cầu quan trọng đầu tiên của quá trình tiêm chủng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam chiều qua đã tổ chức họp báo thông tin chính thức về phương án kiểm soát vé tham quan phố cổ và mở rộng phố dành cho người đi bộ, xe không động cơ từ ngày 15 tháng 5. Theo đó, giá vé tham quan phố cổ Hội An được quy định ở mức 80.000 đồng đối với du khách trong nước và 120.000 đồng đối với du khách nước ngoài. Đây cũng là giá vé đã được thực hiện từ năm 2012 cho đến nay.
Những người không phải mua vé gồm người dân Hội An, người đến Hội An để làm việc, buôn bán kinh doanh hoặc khách ẩm thực. Để thực hiện đề án này, thành phố Hội An đã lấy ý kiến của nhân dân trong khu phố cổ và nhận được sự đồng thuận cao của các chủ nhân di sản. Hội An cũng sẽ mở rộng không gian đi bộ, tăng thêm các sản phẩm trong khu phố, tạo thêm một không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch, ẩm thực hấp dẫn, hạn chế lưu lượng xe cộ, khói bụi và tiếng ồn tại khu vực trung tâm. Thời gian gần đây, trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội xuất hiện một số thông tin hình ảnh video với nội dung phản ánh về những tồn tại hạn chế của chợ nổi Cái Răng ở thành phố Cần Thơ, như tình trạng chèo kéo khách du lịch, giá bán hàng hóa đắt đỏ, tình trạng ô nhiễm rác thải ngày càng nặng nề. Điều này đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch chợ nổi Cái Răng cũng như du lịch Cần Thơ. Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra xác minh những thông tin phản ánh, báo cáo kịp thời và tham mưu đề xuất với ủy ban các biện pháp tăng cường quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa chợ nổi Cái Răng. Chợ nổi Cái Răng nằm trên sông Cần Thơ, cách bến Ninh Kiều khoảng 6 km. Đây là một trong những điểm tham quan du lịch nổi tiếng của thành phố Cần Thơ, cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Xiếc ếch đang là một trong những sản phẩm mới lạ độc đáo vừa được trình làng tại tỉnh Cần Thơ. Loại hình này sẽ chính thức đưa vào phục vụ khách du lịch trong dịp hè năm nay. Ếch kêu theo nhạc, ếch bật nhảy qua vòng từ thấp đến cao. Những màn trình diễn thuần thục này không phải trong rạp xiếc mà ở tại khu du lịch Cồn Sơn, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Và người huấn luyện những chú ếch có thể làm trò là ông Lê Văn Càng, 49 tuổi. Những con vật thân thuộc khi làm du lịch á, thì họ biến những cái bình thường đó thành những cái độc lạ, thành những cái tuyệt chiêu. Ví dụ như cá lóc bay, cá trê ăn trên cạn. Hôm nay á, chúng tôi á, đưa thêm sản phẩm để làm phong phú thêm du lịch nông nghiệp Cồn Sơn, đó là con ếch. Để dạy ếch làm xiếc, ông Càng phải kiên trì, chịu khó học hỏi và nắm được tập tính, thói quen sinh trưởng của ếch. Chúng tôi tập âm thanh, chúng tôi tập chuyển động để nó biểu diễn. Chưa được 30 ngày tuổi nhưng mà đã biểu diễn có những cái hình ảnh rất là đẹp rồi. Vùng đất miền Tây Nam Bộ dân dã, từ con cá, cộng rau đều mang trên mình tiềm năng du lịch. Và xiếc ếch hứa hẹn trở thành điểm nhấn cho các hoạt động du lịch miệt vườn tại đây. Trong phần sau của chương trình, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom đưa người chơi khám phá những điều mới lạ ở vùng đất Hyrule. Xác định 26 cái tên vào vòng chung kết cuộc thi hát châu Âu Eurovision. Hôm qua 11 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp y tế công cộng gây quan ngại quốc tế, PHIC, và sẽ dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất đối với căn bệnh này. Phát biểu tại họp báo trực tuyến, Tổng Giám đốc WHO Adhanom Ghebreyesus cho biết, sau khi số ca nhiễm giảm mạnh, ông đã chấp nhận đề nghị của Ủy ban Khẩn cấp WHO về đậu mùa khỉ về việc dỡ bỏ mức cảnh báo cao nhất. Trước đó, trong cuộc họp của ủy ban này, ông Ghebreyesus cho biết số ca đậu mùa khỉ được báo cáo trên toàn cầu trong tháng 3 ít hơn tới 90% so với số ca của 3 tháng trước đó. Theo số liệu mới nhất của WHO, từ đầu năm 2022 đến ngày 8 tháng 5 vừa qua, đã có hơn 87.000 người mắc bệnh đậu mùa khỉ tại hơn 100 nước trên thế giới. Tháng 7 năm 2022, WHO đã tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là PHIC và tái khẳng định quy chế này vào tháng 11 năm 2022 và tháng 2 2023. PHIC là mức cảnh báo cao nhất mà WHO đưa ra đối với một dịch bệnh. Ngày 11 tháng 5, Giám đốc điều hành Pfizer cho biết Pfizer đang đưa lợi nhuận kiếm được từ vaccine và phương pháp điều trị COVID-19 vào việc phát triển các sản phẩm chống ung thư. Trong đó, đáng chú ý là thương vụ mua lại công ty Seagen trị giá 43 tỷ đô la Mỹ vào tháng 3 vừa qua. Đây là một công ty công nghệ sinh học chuyên về các phương pháp điều trị ung thư tiên tiến. Mục tiêu tiếp theo của chúng tôi không phải là cứu thế giới khỏi COVID-19, mà là đóng góp cho cuộc chiến chống ung thư. Pfizer đang trao tất cả lợi nhuận kiếm được từ các sản phẩm COVID-19 như vaccine và thuốc uống trong hơn 2 năm qua cho các sản phẩm mà chúng tôi tin rằng sẽ giúp chúng ta chiến đấu chống bệnh ung thư. Các sản phẩm COVID-19 đã đưa doanh thu của Pfizer lên mức kỷ lục, lên tới 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022 và 80 tỷ đô la
và năm 2021. Đối với du khách quốc tế, kangaroo là biểu tượng của Australia, nhưng đối với quốc gia này, loài chuột túi này đang là mối đe dọa tới hệ sinh thái. Chính phủ Australia mới đây còn kêu gọi người dân săn bắt và lấy thịt loài này để phòng ngừa thảm họa chết đói trên diện rộng trong tương lai. Loài này đang sinh sản với tốc độ chóng mặt do những năm gần đây được mùa mưa cung cấp lượng thức ăn dồi dào. Số lượng cá thể kangaroo đã tăng thêm hàng chục triệu con, biến chúng thành một mối đe dọa với mùa màng và hệ sinh thái nói chung. Sau 3 năm La Nina ở bờ đông đất nước, chúng tôi đang chứng kiến những điều kiện hoàn hảo cho sự phát triển của kangaroo trong vài năm tới. Chu kỳ sinh sản của chúng đang tăng nhanh thực sự. Chính phủ Australia đã quyết định cho phép người dân săn bắn và lấy thịt chúng. Mỗi năm, khoảng 5 triệu con kangaroo bị bắn chết để phục vụ các ngành sản xuất trong nước. Các bộ phận của kangaroo được thu hoạch để làm thịt, thức ăn động vật và làm da cho ngành sản xuất. Nhà đấu giá Sotheby's đang trưng bày các hiện vật sắp được đấu giá tại sự kiện mang tên Tuần lễ hàng xa hoa diễn ra ở Geneva, Thụy Sĩ trong các ngày 14 và 16 tháng 5 tới đây. Trong số các lô hiện vật đấu giá có chiếc nhẫn Laguna Blue do hãng kim hoàng Bulgari chế tác, gắn trên đó viên kim cương Fancy Vivid Blue 11,16 carat có độ sáng tuyệt hảo. Giá bán ước tính hơn 25 triệu đô la Mỹ. Sotheby's sẽ bắt đầu được đấu giá ngày 14 tháng 5 bằng những chiếc đồng hồ xưa và hiếm. Nổi bật là chiếc đồng hồ Rolex Daytona 6241 phiên bản John Player Special. Giá của nó ước tính là 670.000 đến 1.300.000 đô la Mỹ. Ngoài phiên đấu giá có người tham gia trực tiếp, Sotheby's cũng đã mở thêm phiên đấu giá trực tuyến kéo dài đến ngày 18 tháng 5. Sau 6 năm chờ đợi, hãng Nintendo đã chính thức ra mắt phần mới trong loạt game đình đám The Legend of Zelda hôm 12 tháng 5. Tại Pháp, nhiều cửa hàng đã phải mở cửa bán đến nửa đêm để phục vụ người hâm mộ. Phần mới mang tên The Legend of Zelda Tears of the Kingdom tiếp nối phần Breath of the Wild thành công trước đó. Người chơi sẽ tiếp tục theo chân nhân vật Link để khám phá những điều mới lạ tại vùng đất Hyrule. Tôi đã chờ đợi 6 năm cho phần tiếp theo này. Từ game ngay từ đầu đã thu hút tôi. Tôi rất háo hức chơi thử nó. Trò Zelda đã đi cùng tuổi thơ tôi. Tất cả các máy Nintendo của tôi đều có kèm trò chơi này. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 1986, sau trò hái nấm Super Mario, The Legend of Zelda đã tạo ra sự khác biệt bằng cách khuyến khích người chơi khám phá, đối mặt thử thách. Zelda cũng đã đặt nền móng cho thể loại game thế giới mở và phiêu lưu hành động phổ biến hiện nay. Loại game đến nay đã phát hành hơn 20 phần, với số phát hành lên đến 125 triệu bản trên toàn thế giới. Danh sách vào vòng chung kết cuộc thi hát châu Âu Eurovision đã hoàn tất. Albania, Cộng hòa Séc, Estonia, Bỉ, Áo, Litva, Ba Lan, Australia và Armenia là những cái tên cuối cùng ghi danh vào vòng trong sau buổi thi bán kết thứ hai diễn ra vào hôm 11 tháng 5. Những đại diện phải dừng lại sau bán kết gồm Đan Mạch, Romania, Iceland, Hy Lạp, Georgia và San Marino. Brunette đến từ Armenia hát bài Future Lover, trong khi Alika của Estonia trình diễn Bridges. Đại diện Mỹ Gustav mang đến ca khúc Because of You và Andrew Lambro Cộng hòa Ship biểu diễn thành công Break a Broken Heart. Tác phẩm dự thi của thí sinh Ba Lan Lenka là Solo, trong khi Joker Out của Slovenia hát Carpe Diem. Teja và Selena của Áo song ca Who the Hell is Edgar. Amina và Faminja Kemendi của Albania, Monica Likite của Litva và Voyager từ Australia cũng lần lượt ghi tên mình vào chung kết. Như vậy, cùng với buổi thi bán kết đầu tiên và những nước được vào thẳng vòng chung kết, danh sách cuối cùng gồm 26 cái tên đã được xác định. Chung kết Eurovision 2023 sẽ diễn ra vào thứ Bảy, 13 tháng 5 ở Liverpool, nước Anh. Tiếp theo trong phần sau, đường dây thuê người trồng cần sa ở Đắk Lắk rồi đóng gói gửi xuống thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Phát hiện tàu không người chở nhiều hàng hóa, ước tính nhiều tỷ đồng.
Thưa quý vị, Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa đường dây trồng tiêu thụ cần sa liên tỉnh. Công an cũng khởi tố bắt tạm giam 3 đối tượng là Trần Nhật Vĩnh, Trần Trí Minh Sang, Lưu Thị Thái về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, ngày 28 tháng 4, Công an quận Tân Bình khi kiểm tra một căn nhà trên đường Nguyễn Hồng Đào, bắt quả tang Vĩnh và Sang cùng thường trú Đắk Lắk đang cất giấu 12,3 kg cần sa khô. Khám xét chỗ ở của Vĩnh, công an thu giữ thêm 20,26 kg cần sa. Cả hai khai nhận khoảng tháng 8 năm ngoái, một người bạn giới thiệu cho một người tên Nắng để Vĩnh nhận cần sa khô, đóng gói và giao cho khách của Nắng. Vĩnh và Nắng thỏa thuận, Nắng sẽ cung cấp hạt giống cần sa cho Thái ở Đắk Lắk trồng thu hoạch rồi chuyển cần sa thành phẩm cho Vĩnh, mỗi ký nhận tiền công khoảng 15 triệu đồng. Nắng nhận thông tin khách mua, còn Vĩnh sẽ bỏ cần sa vào giỏ hộp trà để ngụy trang và gửi cho khách. Mỗi lần chuyển thành công một đơn hàng cho khách, Vĩnh và Sang sẽ được trả công từ 20.000 đến 50.000 đồng. Phương tiện bị giàn cảnh cướp ở tỉnh Tiền Giang được phát hiện cất giấu trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An lập hồ sơ vụ án. Trước đó, sáng ngày 11 tháng 5, một người đàn ông khai tên Nguyễn Anh Tuấn, 42 tuổi, quê Gia Lai, tới tìm gặp bà Trần Thị Cẩm Chi, 57 tuổi, ngụ tỉnh Tiền Giang, đi hỏi thuê mặt bằng. Bà Chi cùng người này đi đến căn nhà bà dự định cho thuê ở phường 4, thành phố Mỹ Tho bằng xe máy của bà. Nhưng khi vừa tới nơi, trong lúc bà xuống mở cửa nhà, thì bất ngờ người đàn ông phóng xe đi mất. Bà Chi sau đó tới công an trình báo và cho biết trong cốp xe còn có hai chiếc điện thoại hiệu iPhone 11 và iPhone 12. Tiến hành dò theo định vị của hai chiếc điện thoại thì công an phát hiện phương tiện đang ở Bình Dương để thông báo nhờ hỗ trợ. Ngay trong đêm, công an tỉnh Bình Dương phát hiện xe đang được gửi ở trung tâm y tế thành phố Thuận An. Phương tiện sau đó được thu hồi đưa về công an phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An để lập hồ sơ, bàn giao cho công an thành phố Mỹ Tho tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng. Cũng tại Bình Dương, ngày 12 tháng 5, công an thành phố Tân Uyên cho biết đã tạm giữ đối tượng Trần Hải Đăng, sinh năm 1989, trú trên địa bàn để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản. Trước đó, trưa ngày 11 tháng 5, Công an phường Khánh Bình khi tổ chức tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn phường tại khu phố Long Bình thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe máy không gắn biển số có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức đeo bám. Khi đối tượng lưu thông đến đường Lê Thị Trung thì áp sát và giật sợi dây chuyền của một thanh niên rồi tăng ga tẩu thoát. Nghe tiếng truy hô, lực lượng tuần tra đã tổ chức truy bắt và bắt giữ được đối tượng cùng tang vật, gồm một sợi dây chuyền vàng trọng lượng 5,2 chỉ, vàng 18K, trị giá gần 19 triệu đồng và một xe máy. Đối tượng được đưa về trụ sở công an phường và khai tên Trần Hải Đăng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý. Tàu không người chở nhiều hàng hóa, cơ quan chức năng Kiên Giang đang tiếp tục xác minh làm rõ. Trước đó, vào chiều ngày 9 tháng 5, đồn biên phòng Linh Huỳnh phát hiện tàu vận tải biển kiểm soát KG57905 tại bờ biển Cống 283 thuộc huyện Hòn Đất có nhiều hàng hóa, nhưng trên tàu không có người. Đến 13 giờ chiều qua, lực lượng chức năng mới kiểm đếm sơ bộ một nửa số lượng hàng hóa thu giữ, gồm hơn 300 máy tính, hơn 100 máy điều hòa và quạt điện, 50 máy in, đầu đĩa và bánh kẹo. Tổng trị giá hàng hóa ước tính nhiều tỷ đồng. Một tai nạn giao thông liên quan xe đầu kéo vừa xảy ra rạng sáng nay, đoạn qua địa bàn phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ sáng nay, xe đầu kéo kéo theo rầu mốc đã lưu thông trên đường tỉnh lộ 868, thì chiếc xe bất ngờ mất kiểm soát, lao xuống rẫy trồng cây ăn quả của một hộ dân ven đường. Sau tai nạn, phần rầu mốc và thùng container bị lật ngang xuống rẫy. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên đường dán phương tiện qua lại nên không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện bị hư hỏng. Do vụ việc xảy ra ngoài ý muốn nên nhà xe đã tự khắc phục hậu quả. Công an quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Hoàng Tú, sinh năm 1988, trú huyện Hóc Môn, để điều tra về tội cưỡng đoạt tài sản. Trước đó, ngày 24 tháng 2, anh VTT, sinh năm 1988, trình báo khi đang đi bộ thì bị một người đàn ông lạ mặt chặn lại, đe dọa và ép lên xe, chở đến hẻm số 22, đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp, rồi cướp lấy điện thoại. Công an quận Gò Vấp sau đó liên tiếp nhận được tin báo của ba bị hại khác, trình báo cũng bị cưỡng đoạt tài sản với cùng thủ đoạn như trên. Đến ngày 28 tháng 4, đội cảnh sát hình sự công an quận Gò Vấp đã xác định được nghi phạm và bắt giữ Trịnh Hoàng Tú.
Tại cơ quan công an, Tú thừa nhận với thủ đoạn trên đã thực hiện 6 vụ cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn các quận Gò Vấp, Tân Phú và 12. Để che giấu và đánh lạc hướng cơ quan công an, đối tượng đã dùng biển số xe giả khi gây án. Công an quận Gò Vấp đang củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án. Chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng mai. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.